biết đủ cũng là một loại cảnh giới. Thưa quý vị, có câu rằng cao ốc ngàn gian, đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ăn cũng không quá 3 bữa. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người cả đời lao tâm lao lực, đến lúc vinh hoa phú quý, công thành danh toại, tưởng rằng như thế là hạnh phúc, khoái hoạt. Nhưng quay đầu lại nhìn thì hóa ra, hạnh phúc lại không phải ở nơi ấy. Người như vậy ở nơi nào cũng có. Họ rốt cuộc, cuối cùng là thành công hay thất bại. Và trong cuộc sống này, có rất nhiều thời điểm, người ta luôn cảm thấy không thỏa mãn, công danh, sự nghiệp không được như ý. Vì thế họ oán trách trời đất bất công, oán giận cha mẹ không cho họ một hoàn cảnh sống sung túc, thuận lợi. Đối với đời sau, họ lại oán trách con cái không được giỏi giang, thành đạt như mong muốn. Nhưng hết thảy những bất mãn đó đều có nguyên nhân, từ việc con người không biết đủ mà ra. Thưa quý vị, thực ra biết đủ là một loại cảnh giới. Người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Trong mắt của người biết đủ sẽ không có điều gì là không thể giải quyết được trên thế gian này. Và xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện sau để cảm nhận rõ hơn. Ngày ba bữa cháo loãng chính là hưởng phúc. Vào triều đại nhà Minh, có một vị tiên sinh dạy học, gia cảnh bần hàn, nhưng mỗi ngày đều dâng hương bái lễ, cảm tạ trời xanh ban phúc. Vợ của ông nghĩ mãi mà không hiểu liền hỏi, một ngày ba bữa đều là húp cháo loãng, sao có thể tính là hưởng phúc? Vị tiên sinh này trả lời, sống ở nơi thái bình, không có chiến sự thảm họa, đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Hàng ngày có quần áo mặc, có cái ăn, không đến mức đông chịu lạnh, đói không có gì ăn, là hạnh phúc lớn thứ hai. Trong người không có bệnh tật, không có tai họa, trong lao ngục không có tù nhân, là cái hạnh phúc lớn thứ ba. Chúng ta có cả ba thứ ấy rồi, chẳng phải là phúc sao? Nhiều người nhìn vị tiên sinh này thường cho rằng ông không thành công, nhưng ông lại tự thấy mình hạnh phúc, bởi vì trong lòng ông biết đủ. Niềm hạnh phúc của ông đến từ góc độ tương đối. Có câu nói rất hay rằng, đừng khóc vì không có giày đi, bởi vì có người còn không có chân để đứng. Bởi vậy mới nói, biết đủ thì người nghèo khổ cũng vui, không biết đủ thì người giàu sang cũng u buồn. Ở vào cùng một tình cảnh, chúng ta chỉ cần thay đổi góc nhìn, thay đổi cách tâm của mình, thì tình cảnh cũng tự nhiên thay đổi. Biết đủ chính là quý trọng hết thảy những gì đang có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì, mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Nếu không quý trọng thì những thứ đang có hiện tại cũng rời bỏ chúng ta mà đi. Càng tránh được tai họa chính là coi trọng phúc phận mình đang có. Ví như sinh mệnh và sức khỏe là tài phú lớn nhất của mỗi người, nhưng mọi người lại thường xem nhẹ. Đến lúc sắp mất đi rồi mới thấy hối tiếc thì đã muộn. Cho nên, đại nạn không chết, bệnh nặng mà khỏi sẽ khiến con người cảm nhận rõ rệt, được biết đủ, khiến niềm hạnh phúc tăng lên gấp bội. Trái lại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa không nên có ập đến. Biết đủ là hạnh phúc, vậy vì sao con người không biết đủ? Đây chính là do dục vọng, lòng tham muốn, là những mong ước hoang tưởng hay những đòi hỏi không thực tế sinh ra. Dục vọng của con người thường là vô biên, nên con người luôn không biết đủ. Người xưa có câu, người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi. Nuốt không được, cũng lại không muốn nhả ra. Trong cuộc sống, chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều người bị danh và lợi thắt chặt. Họ mãi truy đuổi, một khắc cũng không dừng. Có thứ này lại muốn thứ khác, có rồi lại muốn cái mới hơn. Một điều rất hiển nhiên rằng, dục vọng của con người là hoàn toàn không thể thỏa mãn được. Nếu một mực cưỡng cầu thì nhất định sẽ sinh ra phiền não. Con người sống truy cầu danh lợi vốn là để được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng rất nhiều người vì truy cầu không được lại đánh mất niềm vui, niềm hạnh phúc vốn có của mình. Đây đúng là cái vòng luẩn quẩn của đời người. Kỳ thực, không biết đủ là một loại tâm lý nguyên thủy của con người. Còn biết đủ là một loại lạc quan và cách giải vây của tư duy lý tính. Biết đủ và không đủ,
kỳ thực là một quá trình lượng hóa. Ở vào những niên đại khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, giai tầng khác nhau, độ tuổi khác nhau, kinh nghiệm sống khác nhau, thì biết đủ và không đủ luôn có sự chuyển hóa lẫn nhau. Ví như khi còn trẻ tuổi sống nghèo khổ, có lẽ cảm giác không thấy đủ mới được xem là phù hợp, bởi vì chỉ có như vậy cuộc sống của họ mới có sự thay đổi. Hay đối với một nhóm những người sau một đêm trở nên giàu có, nếu cảm thấy đối với tri thức là chưa đủ thì có lẽ cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn. Biết đủ khiến con người bình tĩnh hơn, an tường, lạc quan và siêu thoát hơn. Ngược lại, không biết đủ sẽ khiến con người rối loạn. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm thì dừng lại. Sự khác biệt giữa họ chính là hạn độ. Hạn độ chính là sự đúng mực, là trí tuệ, là một loại trình độ. Người biết đủ luôn có một hạn độ, nên họ không dễ phạm phải lỗi lầm và đánh mất lương tâm. Biết đủ là một loại cảnh giới, bởi vì người biết đủ sẽ luôn mỉm cười đối mặt với cuộc sống. Trong mắt của người biết đủ sẽ không có điều gì là không thể giải quyết được trên thế gian này, bởi vì họ sẽ luôn vì chính bản thân mình mà tìm kiếm một cách giải quyết phù hợp nhất, tốt đẹp nhất. Biết đủ là một loại rộng lượng. Lòng dạ rộng lượng có thể dung nạp được thiên hạ, cho nên trong mắt người biết đủ, mọi sự tranh giành và đòi hỏi quá mức sẽ là không cần thiết. Cũng chính bởi vì thế mà tâm lý của người biết đủ luôn có sự cân bằng, họ luôn thấy thỏa mãn và giàu có. Biết đủ cũng là một loại khoan dung. Khoan dung đối với người khác, khoan dung đối với xã hội, khoan dung chính mình. Như vậy mới có được một không gian sinh tồn bao la và rộng lớn. Chính vì thế mà cổ nhân mới luôn dạy, thấy đủ thường vui. Biết đủ còn là một loại giàu có. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy, người sống biết đủ, tuy nằm trên đất vẫn thấy an lạc. Người sống không biết đủ, dù ở thiên đường cũng không vừa ý. Đức Phật và các đệ tử của Ngài, gia tài chỉ có 3 y phục và 1 bình bát mà vẫn an lạc tự tại. Bởi thế mới biết rằng, sở dĩ con người khổ là vì có quá nhiều lòng mong cầu, tham muốn. Chỉ khi dứt trừ tham dục, dừng lại những tạo tác do mê lầm mới cắt đứt được những phiền não, hệ lụy trong cuộc đời, chấm dứt vòng luân hồi luẩn quẩn vì nghiệp duyên ràng buộc. Khi đó mới tìm thấy an lạc hạnh phúc thật sự trên cõi đời này, như kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy. Tham muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham muốn mà ra. Nếu ít tham muốn, thực hành vô vi thì thân tâm được tự tại. Nhu cầu thật sự của con người là hạnh phúc chứ không phải thỏa mãn dục vọng. Nhưng do người ta nhận thức sai lầm rằng hạnh phúc của con người là khi dục vọng được thỏa mãn, trong khi không bao giờ thỏa mãn được tham dục, và chính điều đó đã tạo ra biết bao phiền não khổ đau cho con người. Cuộc sống mong manh ngắn ngủi, tạm bợ vô thường, sớm còn tối mất, nào ai biết được. Niềm vui có được không bao nhiêu, nhưng nỗi lo lắng, thất vọng, khổ đau chi phối cả cuộc đời. Càng nhiều tham muốn, dục vọng thì càng nhiều phiền não khổ đau. Đến lúc nhắm mắt xuôi tay trở về cát bụi mới hay những gì đã trải qua như giấc mộng. Vậy mà ai cũng bỏ thời gian công sức, có khi cả cuộc đời lao tâm khổ trí, làm vô số chuyện tốt có, xấu có, hay có, dở có, thiện có, ác có, tạo ra duyên nghiệp, buộc ràng cho mình và cho người khác, làm nên những vòng xoáy cuộc đời, nhấn chìm an lạc, hạnh phúc mà lẽ ra chúng ta có được. Có khi tham muốn, khát vọng chưa thỏa mãn thì đã lìa bỏ cuộc đời, bởi đời sống vẫn vô thường, tai nạn, bệnh tật, sống chết là điều không ai biết trước. Thưa quý vị, người biết đủ sẽ biết tiến biết lùi, cho và nhận song phẳng, hưởng niềm vui sống, xem nhẹ cái chết, tiêu diêu tự tại, khiến người khác phải ghen tị. Trong tình yêu cũng cần phải biết đủ. Đào Hành Chi có câu nói rất hay: tình yêu là loại rượu vừa đắng vừa ngọt, hai người uống thì chính là cam lộ, ba người uống là giấm chua. Uống tùy tiện sẽ trúng độc. Mỗi gia đình chỉ cần có một vợ một chồng là đủ. Cơm ngon canh ngọt, gia đình đầm ấm. Đừng yêu quá nhiều, yêu một chút thôi. Tình yêu của người khác là biển sâu, tình yêu của tôi
chỉ nông cạn vậy. Kiếm tiền cũng phải tự biết đủ. Đồng tiền vạn năng, không có tiền vạn sự bất thành. Thích kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Con người không ai không có tâm lý này. Nhưng đừng biến mình thành kẻ có lòng tham vô đáy, đứng núi này trông núi nọ. Có 100 triệu lại muốn 1 tỷ. Đuổi kịp Lý Gia Thành lại muốn được như Bill Gates. Đừng biến mình thành cái máy kiếm tiền. Kiếm đủ tiền rồi, có chút tích lũy rồi thì nên bước chậm lại, hưởng thụ cuộc sống, làm việc thiện, báo đáp xã hội. Ngày ăn 3 bữa, đêm ngủ 8 tiếng. Cần nhiều tiền để làm gì chứ? Tiền có mua được hạnh phúc không? Uống rượu cũng phải biết tự bảo mình dừng lại. Nam vô tửu như kỳ vô phong là câu nói khoa trương của các đấng mày râu. Đừng biến lời nói thành việc thật. Dẫu sao uống nhiều cũng không được lợi ích gì cả. Quan trọng nhất là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình. Rượu uống gần say, hoa nở nửa. Đúng chừng mới là cảnh giới cao nhất của thưởng thức. Dù vui đến đâu cũng cần kịp thời tự nói với bản thân mình: đủ rồi, dừng lại thôi. Vinh dự cũng chỉ cần đủ. Vinh dự chính là sự công nhận của xã hội và mọi người đối với thành tựu và sự cống hiến của một người. Có năng lực xứng đáng mới được hưởng vinh dự. Vinh dự quá cao sẽ giống như cái mũ to đội lên cái đầu nhỏ, khiến người khác giống như con chim treo quá nhiều cánh nặng, trên 2 đôi cánh không thể bay lên cao. Mua danh trục lợi tự tâng bốc mình, kết quả là không gánh vác nổi cái danh tiếng trên vai. Khó chịu nhất vẫn là bản thân mình. Bởi vậy người trí tuệ sẽ từ chối những lời tâng bốc, những lời tán thưởng, dũng cảm nói với những vinh dự quá cao, quá nhiều rằng: đủ rồi, quá nhiều rồi, tôi không cần. Tuổi thọ cũng chỉ nên vừa đủ. Con người luôn mong được trường thọ, luôn chúc nhau vạn thọ vô cương. Thế nhưng rất ít người sống thọ được đến 100 tuổi. Khi bước đến đoạn cuối của cuộc đời, bình thản nhìn lại những chuyện đã qua trong đời, trong lòng sẽ đầy những cảm kích, cảm giác thỏa mãn bởi những gì cuộc đời đã mang lại cho mình. Đủ rồi, ông trời đối với tôi không bạc. Sống cuộc đời này như vậy là không uổng phí rồi. Tôi nên đi thôi. Trong cuộc sống, có lẽ những người biết đủ là những người bản lĩnh nhất. Bởi vì tất cả mọi người đều không muốn sống thiếu thốn, nhưng ít ai có thể chống lại sự dư thừa. Nhưng thật sự thì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Quá nhiều tiền, quá nhiều vật chất, quá nhiều mối quan hệ, trong khi thời gian của chúng ta là bình đẳng, là 24 tiếng mỗi ngày. Chỉ có những người biết đủ mới thật sự tận hưởng được từng giây, từng phút của một ngày, thay vì chạy nước rút để thoát khỏi sự thiếu thốn, hoặc khó hơn là từ chối sự dư thừa. Nếu đặt trường hợp bạn cần đi di tản khẩn cấp, thì việc mang vác quá nhiều đôi khi lại còn gây bất lợi hơn là không mang theo gì cả. Và từ bỏ bao giờ cũng khó khăn hơn là nhận lấy. Biết đủ nhiều khi sẽ khiến bạn trông chậm chạp hơn người khác, nhưng miễn là bạn vẫn luôn phát triển từng ngày thì sẽ không có điều gì khiến bạn phải so sánh mình với cuộc sống của người khác. Hãy trân trọng và hài lòng với những gì bạn đang có để tâm được an, tinh thần thoải mái và hạnh phúc sẽ đủ đầy. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.